Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh hàng nội địa Nhật Bãi Hồng Vân. Và lại là mình Phan Hồng Vân ở Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Kênh mình bán tất cả các mặt hàng nội địa đến từ Nhật nha mọi người. Và ở đây mặt hàng này là đều là mình chọn lọc lựa rất là kỹ lưỡng, những món hàng còn đẹp, còn chất lượng, còn sử dụng được bình thường mình đem về mình gửi đến mình phục vụ cho chú bác nha. Thì mình không có chuyên gì cái gì hết á, mình thấy cái nào ok chất lượng thì mình đem về thôi, đẹp còn xanh còn sáng nè mọi người. Ok thì bây giờ mình vô chi tiết những món hàng, chú bác cùng mình theo dõi nhé. Thì trước khi vô món hàng đầu tiên á, một vài điều lưu ý mình cần phải đề cập đến đó là shop Hồng Vân mình đầu tiên là có bao ship nha mọi người. Có bao ship với giá trị trên 300.000, ví dụ như con Eto này 500.000, trên 300.000 chuyển khoản đủ là mình bao phí vận chuyển với chú bác nhé. Đó, chú bác thông cảm giúp mình, vì khi chú bác chuyển khoản đủ mình mới được giảm cái tiền phí ship cho chú bác, mình mới bao ship được cho chú bác ha. Nên là chú bác phải giúp mình chuyển khoản đủ, bao ship. Ok, 69 mã 500. Cái điều thứ hai á, mình cần phải nói đó là chú bác có quyền kiểm tra hàng, tất cả các mặt hàng và bắt buộc kiểm tra hàng hết ha. Giống như trên clip mình nói cặp môi này nó đẹp nè, nó liền lạc, nó chuẩn xác. Thì tới đó chú bác khui cục hàng ra, chú bác khui cái thùng hàng ra, chú bác kiểm tra giúp mình coi có đúng như mình nói không. Nếu mà nó có bị cấn vỡ hay là cái gì đó trong lúc vận chuyển, chú bác thông báo liền cho mình để mình gọi điện cho bên giao hàng mình nói chuyện với họ ha. Đừng chú bác kiểm tra hàng, có shipper đó giúp mình nha. Nếu mà chú bác nhận hàng, chú bác đi vô rồi cục hàng của mình chú bác điện lại mình sẽ không giải quyết đâu nha chú bác ơi. Chỉ kiểm tra hàng có mặt shipper ở đó. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Và mã đầu tiên, một con Eto cặp môi đẹp ha, quay ra quay vô ổn định nè chú bác. Đó, rồi quay ra quay vô là mình cảm thấy ngọt ngào hết. Rồi, con Eto này có một cái lớp sơn màu đen. Sơn này là sơn zin của nó chứ không phải nó bị bay màu hay bị sét gì nhiều á mọi người. Đó. Ok, còn đây là cái phần để mà nó kẹp bàn nha mọi người. Cái phần này để mà con Eto nó kẹp cho cái bàn của mình để mình làm việc đó chú bác. Đấy, rất là tiện lợi luôn nha. Đó, rồi. Nếu mà mình chưa kẹp nó chưa chắc hơn rồi mình muốn cố định nó luôn á thì chú bác có thể bắn cho nó hai con vít ngay đây. Là nó cực kỳ chắc chắn luôn ha. Và đây là chất lượng hàng nội địa Nhật hết nên chú bác yên tâm về cái mặt hàng này ha. Cặp môi là chuẩn khỏi cần nói rồi, liền lạc thẳng một đường thẳng luôn. Rồi, bây giờ mình mở nó ra thử chú bác xem nha. Mở ra nhẹ nhàng nè mọi người, chỉ cần kẹp vô cái bàn một cái thôi, cái mình ngồi mình quay như vậy, cái tay quay nó cũng không có bị lỏng lẻo rồi chú bác thấy không. Tuy nó nhỏ mà nó chắc chắn, nó chất lượng ha. Đặc biệt là cái độ mở hàm của nó ra mình thấy là khá là rộng. Chú bác cùng mình coi nha. Đây, cái độ mở hàm ra hết của nó là được tầm khoảng 40mm đúng nha mọi người. Tổng cái chiều cao của con Eto này là được 170mm. À, rồi, con Eto này mình có thể ở nhà mình làm sửa chìa khóa, sửa ổ khóa. Đó, mình có thể làm những cái việc mini ha, để dành bàn gọn gàng cái góc nào đó để mình làm việc trong gia đình mình ha, giống như người bạn đứng cầm cục hàng thôi. Thì cái màu này cũng là màu đỏ zin của nó nha mọi người. Con này thì mình thấy hầu như là nó còn nguyên vẹn 100% luôn chú bác. Mã số 69, giá 500.000. Chưa hết đâu, chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển ha. Khi mà chú bác chuyển khoản đủ cho mình, chú bác không cần phải lo về thêm phát sinh tiền gì nữa hết. Tới chứ đó chú bác không cần bỏ thêm một đồng nào nữa ha. Chú bác chỉ cần nhận hàng, kiểm tra hàng rồi lấy hàng thôi. Ok, tiếp theo là một mặt hàng mà lâu lắm rồi mình mới trở lại đây mọi người. Con Eto này nặng 1,7 kg, mã số của nó là mã số 70, giá 650.000 nha mọi người. Nặng 1,7 kg đây đó. Thì mình lựa những con này mình lựa rất là kỹ ha, mình xem từ trên xuống dưới, mình xem từ cái chất lượng thôi đó. Rồi từ cái răng của nó nè, từ cái cặp môi của nó nè, đây mình xiết nó vô hết cho chú bác xem nha. Rồi, cặp môi là thẳng một đường thẳng luôn, đẹp ha. Màu là màu xanh zin của nó luôn, cái màu này là màu xanh zin nè mọi người. Đấy, chuẩn nha. Rồi bên dưới nè, liền lạc nè. Ti là ti răng vuông nha mọi người, ti răng vuông chắc chắn chất lượng nha. Rồi, bây giờ mình tới bước đo cho chú bác xem nha. Tổng chiều dài của con Eto này là được 125mm nha mọi người. Chiều rộng của nó là được 110 nha mọi người, từ hai cái chỗ bắt bù lon này. Đó, chú bác có thể đo lấy cái thước này ra để mình đo, mình để lên cái bàn khoan của mình cho nó vừa, nó chuẩn xác nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử trên cái hai cái máng chuột này thôi, không có bị gì hết ha mọi người. Đó, rồi để mình mở ra bên trong như thế nào đây. Rồi hiện tại thì cái con này sẽ bắt dưới bàn thôi, còn cái này mình cầm lên mình quay cho chú bác xem nha. Ok, khi mình mở ra bên trong mình thấy ở bên này nó cũng có một vài cái vết xước ha, đã qua sử dụng nha mọi người. Bên Nhật người ta sử dụng á, nhưng mà lỗi này là nó nhỏ quá. À, không đáng kể ha. Tí xíu thôi vẫn còn xài được bình thường, vẫn quay ra quay vô ổn định hết. Quan trọng là cái cặp môi bên trong nè chú bác, chuẩn chát ha. Caro đẹp luôn nè, bốn ốc của zin còn nguyên hết luôn. À, răng nhám còn đẹp hết. Rồi, tổng mở hàm ra hết của nó là được 55mm nha mọi người. Ngàm của nó là sở hữu một cái cặp ngàm 65mm. À,
65ml, một con Oito hầu như là còn nguyên vẹn. Đó, chỉ có cái chấm nhỏ ở đây thôi, không đáng kể ha. Đó, cặp môi còn quá đẹp luôn. Mã số 70, 650.000 cho một con Oito. Màu sắc còn zin, còn xanh hết nè mọi người. Đó, màu xanh dương đậm ha, nặng 1,7kg. Chưa hết đâu, chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển cho con Oito này luôn. Cái dòng này, Oito này là để mấy cái bàn tarot mà 6-7 tấc là vừa ngám luôn nha mọi người. Hợp lý, hợp tình luôn, để vô là xài thoải mái luôn. Dạng nhỏ nhỏ này cũng khá là hiếm ha. Tiếp theo là nếu chú bác xài một cái con Oito, cái máy tarot mà nó bự hơn á, thì ở đây mình có một con tarot dành cho bàn phay đồ cũng khá là ok ha. Kẹp bàn, Oito bàn khoan. Đấy. Rồi, con này thì nặng 3,6kg. Oito bên cơ khí luôn ha. Thì cái lô hàng con Oito này nó rớt xuống chung mua với một cái lô hàng cơ khí nha mọi người. Nào là mũi khoan rồi mấy cái cục này đó, mấy cái cục mà bắt mũi khoan để tiện đồ này nọ nè. Con Oito này nằm trong nguyên một cái lô tiện của Nhật Bản ha, nó về các anh chủ bãi đó thì mình cũng quen biết. Đấy. Rồi, anh giới thiệu cho mình con Oito này luôn. Mã số 71, giá 1.200.000, chú bác chuyển khoản đủ bao ship ha. Đó, cái màu xanh này là cái màu xanh zin của nó nè mọi người. Nó có một cái màu xanh dương sáng, này là màu xanh dương của nó. Cái màu này là cái màu đời mới nha chú bác. Đó, tuy là cũng có bị bay mất màu rồi, nhưng mà nói chung là cặp môi vẫn còn khá là ok ha. Đây, nhìn vô nè. Đấy, rồi hai cái máng chụp này cũng ok luôn. Ở đây mình thấy nó có hơi bị một tí xíu, mà cái mũi khoan nó sượt qua nhẹ cái. Răng cũng là răng vuông, răng lớn luôn ha. Cân nặng thì nặng là 3,6kg. Thì tổng chiều dài của con Oito này mình đo tới cái cùi này luôn là được 230mm. Đó, tổng chiều rộng chỗ hai cái chỗ bắt bù lon nha mọi người. Hai chỗ bắt bù lon là được 120mm ha chú bác. 120mm là cái chiều rộng của nó nha. Rồi, bên dưới này thì mình cũng thấy được cái độ liền lạc của nó nha. Đó, rồi như mình nói thì nó nằm trong cái bao hàng cơ khí của Nhật đó mọi người. Nó về toàn là mũi khoan bự không à. Nó mấy cái đồ mà bắt ốc mũi phay rồi này nọ thì có con Oito này da băng luôn ha, sản xuất tại Nhật, gờ vô thấy nó cộm lên luôn rồi mọi người, hàng Nhật chuẩn chính xác chính hãng luôn ha. Rồi, cặp môi là khỏi chê luôn rồi, quá đẹp. Bây giờ mình mở con Oito này ra ha. Mình cảm giác cái tay mình mở ra rất là chắc nha mọi người. Đây, cảm giác cái tay mình mở ra nó khá là chắc luôn đó, nó không rớt ha. Cái này nó cũng không lúc lắc nữa mọi người. Cặp môi bên trong nè, đẹp ha, 4 ốc zin còn hết. Ở đây thì nó hơi bị xước một tí xíu thôi. Đó, thì ở bên đó người ta làm cơ khí nặng đó chú bác. Ta làm những hàng nặng đó, thì nó cũng có hơi bị một vài vết thương nhỏ thôi, nhưng mà vẫn còn sử dụng bình thường á chú bác. Bỏ, nếu mà mình bỏ nó uổng lắm. Đó, thì nếu mà cái con Oito này hàng nội địa Nhật á chú bác, mua thì mình nghĩ chắc nó cũng tầm khoảng 5-6 triệu. Nếu mà chú bác mua mới ha, mà mình cũng nghĩ là nó không có mới đâu mà mình mua đâu. Đó, hàng này hàng đã qua sử dụng rồi, nhưng mà vẫn còn sử dụng tốt, vẫn còn xài bình thường, môi miệng còn đẹp hết, răng cỏ còn nhám hết à. Thì giá nó chỉ có 1,2 triệu thôi, chú bác cùng mình coi nha. Tổng mở hàm nó hết được 90mm, ngàm của nó là ngàm 100 đúng như cái số ở đây nó để ha. Rồi, sản xuất tại Nhật Bản luôn, da băng ở đây rõ ràng quá luôn. Mã số 71 giá 1,2 triệu, chuyển khoản đủ bao ship nha mọi người. Mã số tiếp theo, mã số 72 giá 1,1 triệu. Thì con Oito này là một con Oito đế xoay tiện lợi nha mọi người. Con Oito này mình gọi là một con Oito đế xoay. 72 giá 1,1 triệu, 4,8kg. Thì con này nó có đi kèm một cái đế để mình xoay tới lui mình làm việc ha. Và con này nó sở hữu 4 cái chân bắt bù lon cứng cáp chắc chắn chất lượng ha. Đấy. Nhìn chung nó thì màu sắc cũng còn khá là tuyệt vời. Đôi khi thì có vài chỗ nó hơi bị bong sơn một tí xíu thôi chú bác, nhưng mà nhìn chung thì màu đỏ này cũng khá là đẹp, hợp phong thủy rồi này nọ nè mọi người. Đó, nó có một cái tem mã vạch chữ Nhật ở trên này đó, mình cũng không muốn cậy nó ra làm chi hết. Đó, rồi bên dưới nó nè, hàng này là hàng nội địa Nhật đó, đàng hoàng ha mọi người, hàng nội địa Nhật chính hãng luôn, 90mm. Là hàm 90 nha mọi người, hàm này là hàm 90, mình coi cái cặp hàm đó nha. Một đường thẳng nè. Đó, tuyệt vời luôn nha. Rồi, sắc nét luôn. Ở bên trong nó có một cái chế độ kẹp ống rồi mọi chú bác. Đó, rồi. Tổng chiều cao của con Oito này là được 140mm, tổng chiều rộng của con Oito này là được 230mm, mình quay ra thử cho chú bác xem nha.
về cái độ lút lắc của cái con này thì nó đã qua sử dụng rồi, nó có một tí xíu lút lắc thôi chú bác. Đó. Có một chút xíu thôi. Răng là răng lớn ha mọi người, con này là kẹp là bao chắc luôn nè. Đấy. Ok, thì khi mà mình mở hàm nó ra hết á, hàm của nó đạt đến là được 80 mm đúng nha mọi người, hàm chuẩn là hàm 90 đúng luôn. Đấy. Rồi. Cặp môi bên trong nè chú bác. Con này nặng tới 4 kg 8 lần 5 kg lần nha mọi người. Đó, cặp môi bên trong bén ngót luôn mọi người. Có thể sử dụng mà mình kẹp ống, hàng ống hay là mình cắt ống, cưa ống đồng, cưa ống nhựa được cũng được đó chú bác. Có cái phần kẹp ống đây, con này là thường đa số là sử dụng gia đình nha mọi người. Đằng sau có đi kèm một cái đe nữa. Cái đe này để cho mình tiện lợi mình đóng, mình gõ nè, các thứ nè. Đó, chú bác nào mà chưa từng sử dụng qua hàng nội địa Nhật thì mình có thể bắt đầu với những cái con Eto này đầu tiên. Đó, rồi mình tạo cái sự tin tưởng với cái mặt hàng nội địa Nhật rồi mình bắt đầu mình sắm sửa thêm vài món thôi chú bác. Mã số 72 giá 1.100.000 4.8 kg. Chú bác chuyển khoản đủ bao phí vận chuyển cho chú bác. Tiền ship con này có thể lên tới 200.000. 250. Nhưng mà chú bác yên tâm đi, khi chú bác chuyển khoản đủ cho mình á thì tất cả tiền ship là mình chịu hết đó chú bác. Thì dạo gần đây á, hàng bãi nó cũng giá nó cũng lên, mua bán đồ rất là khó khăn ha mọi người. Nắng mưa thất thường nữa. Đấy, nên là mình chỉ mong là chú bác giúp mình xem hàng thật là kỹ trước khi chốt hàng giúp mình ha. Mình review rất là kỹ luôn. Đó, những từ cái màu sơn cho tới cái chất lượng của nó. Nên là chú bác chỉ cần giúp mình là xem hàng thật là kỹ, tránh việc trả đi trả về mất công tội nghiệp mình ha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và cái con tiếp theo là mã số 73 giá 950 ha chú bác. Đó. Một con Eto màu xanh lá cây. Con này mình gọi là gật gù ha, rất là tiện lợi. Mình có thể xoay nó 360 độ luôn ha mọi người. Đây, mình mở phần này ra. Đó, mình xoay nó 360 độ, mình kẹp món hàng của mình lên, mình muốn xoay chiều nào cũng được hết, mình muốn nghiêng nè. Ngửa nè. Đó. Nghiêng ngửa nè. Đó, mình muốn nó nằm sấp xuống luôn cũng được nữa ha mọi người. Đó, mình muốn nó nằm thẳng xuống cái mặt bàn luôn cũng được nữa. Đây. Rất là tiện luôn ha mọi người. Đó, nó nằm thẳng một góc xuống như vậy luôn. Rồi mình khóa nó lại thôi. Đó, con này là con Eto gật gù ha. Con này dành cho những chú bé nào yêu thích đam mê sưu tầm hàng Nhật bãi nè. Đó. Rồi. Còn cái cần gạt này á thì nó là để nó hít cái miếng cao su này vô cái mặt phẳng bàn của mình á. Nhưng mà cái con này mình thấy nó qua sử dụng rồi, chắc mình nghĩ cái độ hít của nó cũng không có còn tốt hết 100% đâu mọi người. Nó cũng còn hít được tí xíu thôi. Đó, cái phần này nó sẽ đẩy ra, đẩy vô cái miếng cao su này để hít vô cái mặt bàn. Rồi, còn cái bề mặt của nó đây. Đó, tổng chiều cao của nó là được 170 mm. Đó, hàm của nó là được khoảng là 75 mm nha mọi người. Con này là hàm 75 luôn. Giá 950, chú bác chuyển khoản đủ bao phí vận chuyển cho chú bác. Thì mở hàm ra. Đó, chú bác nào mà xem review của anh mình á, chú bác có một cái vài ý kiến gì đó cho mình hay là một cái bài học bổ ích gì đó cho mình thì mình xin tiếp nhận ha, mình xin lắng nghe hết. Chú bác cứ gọi điện cho mình, chú bác không mua hàng cũng được mà chú bác gọi điện, chú bác góp ý kiến, đóng góp về cái cách review, về cái cách mua hàng bán hàng của mình cũng được nữa ha mọi người. Những cái lời góp ý đó mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ học hỏi với chú bác. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, thì khi mà mình mở hàm của cái con Eto này ra hết á, mở ra là được 55 mm nha mọi người, hơn luôn ha. Đó, ở bên trong nó có hai cái rãnh dọc nè, một cái rãnh ngang nè. Hai cái rãnh dọc này có thể giúp mình kẹp những con đinh, những con tán rồi cực kỳ chắc chắn ha. Đó, mình có muốn cắt ốc, cắt đinh gì cũng được nữa, mình sử dụng gia đình là thoải mái, ok, ngọt ngào ha. Đó, rồi. Mã số 73 giá 950, một Eto màu xanh lá cây. Chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển nha chú bác. Cân nặng của nó là 3.6 kg ha mọi người. Con này cũng khá là hiếm nha mọi người. Con này cũng khá. Mình xin lỗi, cái 3.6 kg này là của cái con hồi nãy ha, mình lộn nha mọi người. Con này nó nặng 2 kg thôi. 2 kg thôi. Ok. Tiếp theo mình có một con Eto cốt vuông NBK sử dụng gia đình nha mọi người. Hàm cốt vuông giá dưới 2 triệu dành cho chú bác nào mà túi tiền mình có hạn. Đó, thì cái con này nó vừa chất lượng mà giá nó lại vừa hợp lý, vừa ok nữa ha mọi người. Thì nếu mà chú bác mua cái con Eto mà nhỏ quá, chú bác làm việc á, chú bác mua một con Eto nhỏ quá, chú bác làm việc á, đôi khi chú bác cần làm những cái việc lớn hơn á thì mình không có
mình không có để mình sử dụng á chú bác, thì chú bác cân nhắc mình sắm lại một con bự là bự gì mình sử dụng cho nó hợp tình hợp lý luôn đó. Mình làm việc nhỏ cũng được mà mình làm việc lớn cũng được luôn ha mọi người. Mã số 100 NBK thì cái con này là thương hiệu hàng nội địa Nhật, màu xanh lè luôn á mọi người. Màu xanh này là một cái màu xanh quân đội của Nhật, màu xanh quân đội ha. Hàng này là hàng nội địa Nhật chuẩn. Đấy, bên hông bên này nó có một cái lớp sơn nè, người ta để cái đồ phun sơn người ta phun lên đó mọi người. Đó, mình cũng không có hiểu có ý nghĩa gì nữa. Đó, nhưng mà thôi, ngoài bãi nó có gì mình lượm về mình lấy mình bán thôi. Đó, nói chung là mình thấy hàng này cũng khá là ổn đẹp ha. Hai cái vân của nó nè, không có bị chóc mẻ gì hết. Ở đây có một cái đường nhỏ xíu thôi. Rồi còn cái cặp môi chú bác dơm lại cho chú bác xem. Dơm lại cặp môi cho chú bác nhìn nha. Sắc nét luôn ha, một đường thẳng luôn, cặp môi khá là đẹp nha mọi người. Cái dòng này thì ở ngoài vải cũng có một hai con gì đó chú bác, nó cũng còn một hai con mà thường đa số là bị bể hoặc là bị mất màu, đen hùi lùi, nó vàng thè chú bác, vàng do xét á. Đó. Thì còn cái con này nó còn xanh còn đẹp ha mọi người. Mấy cái mà còn đẹp còn xanh vậy thì nó hơi hiếm một chút xíu ha. Đó. 40 phân là tổng cái bề ngang của nó. Tổng cái chiều cao của nó là được 20 phân nha mọi người. Con này là dạng bự ha, dạng lớn, hàm nó là hàm 100. Đấy, giá chỉ 1.800.000 thôi và chuyển khoản đủ mình còn bao ship cho chú bác nữa. Đó. Rồi, mình mở nó ra thử cho chú bác xem nha. Đây là cái lợi thế của con Eto Cúc Vuông này, là nó mở cái hàm của nó ra rất là rộng nha mọi người. Đó, đáp ứng được nhiều cái nhu cầu làm việc. Ok, đây là sau khi mà mình mở hàm của cái con Eto này ra hết nha mọi người. Dơm lấy trực tiếp vô con Eto nè. Đó. Rồi, chú bác cùng mình coi cái cặp môi nha. Dơm lấy vô cái môi luôn nha. Đấy. Đó, chiếu trực tiếp vô cái môi cho chú bác xem nha. Cái môi không có bị vỡ mẻ gì hết á, răng là nhám mịn nhìn luôn nha mọi người. Đó, bốn cái ốc còn zin hết luôn. Hai bên môi nào cũng đẹp hết. Đó. Rồi. Còn về cái độ lúc lắc của con Eto này do nó còn mới nha mọi người. Con này nó còn giống như chưa sử dụng á, nên cái độ lúc lắc của nó là không có ha mọi người. Cái độ lúc lắc của nó là không có. À, một con Eto Cúc Vuông mở ngàm ra rất là rộng luôn. Cái độ mở ngàm của nó là lên tới là 125 ml lận ha mọi người. À, đây là cái lợi thế của con Cúc Vuông ha. Có thể sử dụng mà kẹp những cái cục hàng mà lớn bự ha mọi người. Đó. Kẹp những cái cục hàng to để mà mình làm việc nha. Mã số 74, giá 1.800.000, thương hiệu NBK của Nhật Bản. Chú bác chuyển khoản đủ bao phí vận chuyển cho chú bác. Con này nặng 11kg. Tiếp theo là mã số 75, giá 2.800.000. Mình có một Eto cốt tròn mang thương hiệu Fan nha mọi người. Fan cốt tròn, nặng 18kg. À. Rồi. Nhìn chung quanh thì nó vẫn còn cái màu xanh đó mọi người. Cái màu xanh này là cái màu xanh zin của nó, cũng là cái màu xanh quân đội luôn. Hàng nội địa Nhật chuẩn. À, và đi kèm nó là ở đây có hai con bù lon nha mọi người. Hai bên nó gắn hai con bù lon như nè. Đó, bù lon này là bên Nhật người ta bắt lên cái bàn của người ta đó chú bác. Đó, chú bác xem giúp mình nha. Rồi, còn cái cặp môi của nó nè. Wow, mình quay cái con này ra mình thấy cái tay mình nó rất là chắc nha mọi người. Cực kỳ thích luôn chú bác ơi. Đấy, rồi. Cặp môi ở đây hầu như là không thấy cái gì luôn ha mọi người, do nó quá liền lạc, nó quá chuẩn xác ha. Đó, nên là nhìn cái cặp môi nó khá là ảo diệu luôn ha mọi người. Rồi, ở bên đằng trước này nó có một cái nút này nè. Đó, nếu mà chú bác muốn bơm, chú bác phải có một cái cây bơm mỡ bò để mà mình nén vô cái chỗ này nè, cho cái viên bi nó nén vô mình mới bơm được ha. Bơm dầu nén đồ này nọ thì mình làm cho cái tay quay này nó trơn tru hơn thôi. Nói chung là nó còn nguyên ha. Bên dưới bên này nó có một cái nắp để mà ngăn cái Eto này quay ra quá hớ nha mọi người. Đó, giữ lại. Rồi, mặt bên hông bên này cũng còn xanh còn đẹp hết luôn chú bác. Xanh keng luôn ha mọi người. Đó. Rồi, còn mới ha. Đó, mới từng cái nút luôn. Rồi, trên bề mặt của nó là nó có một cái đe đi kèm ha mọi người. Cái đe vuông vức ha, không có bị bể mẻ gì hết ha. Còn bén hết luôn à. Nhìn đẹp, còn đẹp, còn sáng ha. Rồi. Thì đó là một cái mà mình quay cho chú bác xem xung quanh của cái con Eto này, từ cái cặp môi cho tới từ những con ốc của nó. Thì chú bác có thể thấy ha, tất cả đều là zin hết luôn. Đấy, tất cả đều là bằng zin hết luôn, không có cái nào lô hết. Hàng chuẩn Nhật, hàng nội địa Nhật chuẩn zin hết ha. Đó, không thiếu cái món gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ mở con này ra ha. Thì cái cảm nhận của mình khi mà mình mở con Eto này ra, cái tay quay của nó rất là chắc ha. Đó, mình mở nó ra nè, cứng khừ luôn á mọi người. Đó, quay nhẹ nhàng. Khớp từng ly từng tí luôn ha.
Con Eto này nặng 18kg nha mọi người. Nặng 18kg. Đấy. Rồi, nó mở hàm ra nè mọi người. Chú bác có thể thấy cái cốt đẹp nè, sáng nè. Cặp môi bên trong nè mọi người. Dôm lại cặp môi cho chú bác xem luôn. Đó, con đẹp còn sáng ha. Bốn con ốc là bốn con ốc zin hết luôn. Đó, còn bén hết nè mọi người. Đấy, ok. Thì những cái mặt hàng này mình mua về là mình đã có vệ sinh qua hết rồi nè chú bác. Nên chú bác mua về chỉ có việc xài, việc sử dụng thôi. Hoặc là việc đóng cái lồng kiến chân nó lên thôi nếu mà chú bác sưu tầm. Đó, rồi. Còn lại là vệ sinh mà mình lo hết rồi nha mọi người. Nên chú bác yên tâm nha. Hàm nó mở ra hết là gần 120ml nha mọi người. Ngàm này là ngàm 105. Đó, tuy là nó để 100 nhưng mà mình đo lên tới 105 lượng chú bác. Còn một con Eto còn hầu như là nguyên vẹn. À, có đi kèm hai cái con bù lông để cho chú bác giờ chú bác bắt vô bàn luôn. Mã số 75, giá 2.800.000, chuyển khoản đủ bao ship. À, cái đợt vừa rồi thì nhiều anh cũng hỏi mình cái dòng này lắm ha chú bác. Đó, nhiều anh cũng hỏi mình cái dòng fan này lắm. Nhưng mà mình nói thật luôn chú bác, mình nói thật luôn. Thì cái loại Eto bây giờ Eto mà còn nguyên còn đẹp vậy hiếm á chú bác ơi, hơi bị hiếm nên là nếu mà mình bán trước á thì không có cái gì để cho chú bác coi á. Đó, nên là mấy anh mấy chú mình lên trên mạng mình theo dõi ha, mình chịu khó. Kênh của mình lên chỉ có thảo thứ hai và thứ năm hàng tuần thôi, một tuần mình chỉ có lên có 2 ngày. Chú bác bỏ một tí xíu thời gian ra mình theo dõi, mình săn mình đón thôi chú bác. Chú bác nào có coi trước, có theo dõi trước, mình chốt trước, mình chơi công bằng ha mọi người. Mã số 75, giá 2.800.000. Còn nếu mà khi nào mình có nhiều á chú bác thì chú bác gọi tới là mình sẽ bán ha. Còn dạo này Eto ngoài bãi nó hiếm á mọi người, mình có 1-2 con à, mình để mình lên clip. Chú bác nào đón xem clip mà chốt trước mình bán trước ha. Đó, cặp môi nè, tuyệt vời luôn, chỉ khoản đủ bao ship, fan ký hiệu cánh quạt chữ N, nhà hàng nội địa Nhật Bản chính hãng. À, mã 76. Hồi sáng hôm nay mình đi bãi mới đổ hàng ra. À, sáng chủ nhật chứ mình lộn, đổ hàng ra. Trong bịch đồ bãi rớt một cái đe nữa. Cái đe này hổm chú bác hỏi mình cũng khá là nhiều ha. Đó. Rồi, hôm nay mình lại có hàng đây. May mắn là mình nhanh tay mình lụm được. Cái đe này nó tầm khoảng 2.8kg nha mọi người, gần 3kg. Mã số 76, giá chỉ 280.000 thôi nha mọi người. Đó. Rồi, chú bác chuyển khoản đủ 300.000 luôn, mình bao ship luôn thôi chú bác. Đó. Ok. Tổng chiều dài của con đe này là được 220ml. Tổng chiều cao của nó là được 80ml. À, chiều rộng bề mặt của nó là được 40ml. Con này là nhỏ nhỏ gọn gọn sử dụng gia đình thôi chú bác. Mà nhìn chung là liền lạc đẹp đẽ ha. Đó, nhìn chung nè, từng góc cạnh nè. À, không có bị lủng rổ hay nhiều quá ha. Nè, con đe này là gọi là đường ray của Nhật ha. Mà để mà chịu được cái xe lửa nó chạy qua thì nó phải làm cái chất liệu thép này cực kỳ chắc chắn, mà phải đúc thật là cứng cáp ha. Đó, nhưng mà người Nhật mỗi lần, mỗi tháng, mỗi năm gì đó người ta thay cái đường ray cho nó chuẩn, cho nó an toàn cho người dân người ta. Thì mình sẽ tận dụng lại cái đe này, cái đường ray để mà mình làm đe mình đóng đục ha. Để xong gia đình mình để cho một góc bàn nào đó mình lôi lên mình sử dụng cũng khá là ok. Giá chỉ 280.000 thôi nha mọi người. Một con đe đường ray của Nhật. Hôm nay mình lên khá là nhiều đồ cơ khí nha mọi người. Đấy, hai cục đe, thêm hai cục sắt nữa. Cục này là để lên máy tiện chứ bác, kẹp lên máy tiện mình giữ món hàng ở trong này nè, giữ những cái phôi tròn nữa chú bác. Có nhiều cái cự ly lắm, có nhiều cái kích thước lắm. Mã số 77, giá 700.000, nặng 2.5kg cho một cục nha mọi người. Một cục này là nặng 2.5kg ha. Ta sử dụng người ta khoan, ta rô nên là ở trên này nó có khá là nhiều cái lỗ ha. Đó, vài cái lỗ nhỏ. Đó. Rồi. Không sao, cục sắt này sắt nguyên khối, sắt đặc. Thép này thép đặc ha, và quan trọng hơn là thép của Nhật nữa nha mọi người. Đó, rồi nó có một cái lỗ lớn để mà kẹp hàng lớn nè. Nó có hai cái lỗ nhỏ để mà kẹp hàng nhỏ nè chú bác. Cục này cùng size, cùng kích thước luôn chú bác. Đó, nó cũng rớt trong cái bịch đồ cơ khí ra chú bác, nó đi chung kèm với cái đám đồ cơ khí của Nhật nó đổ về á. Đó, rồi, mã số 77. Giá 700.000 ha. Bây giờ mình đo chú bác xem ha, tổng chiều dài của cái đem M này là được 125ml. Tổng chiều rộng của cái đem M này là được 70ml. Tổng độ dày của cái đem M này là được 40ml nha mọi người. 40ml, hai cái nó cùng size, cùng kích thước đó luôn. Nếu mà mình có nói nhanh quá chú bác có thể tua lại nghe lại ha. Đó, đo kỹ lưỡng hết. Mã số 77, giá 700.000 cho hai cục này, dành để mà mình có thể tiện mình đóng, mình gõ, hoặc là mình có thể là gắn vô mấy tiện mình kẹp đồ cũng được ha chú bác. Và quan trọng hơn chú bác chuyển khoản đủ, hai cục này mình bao phí vận chuyển nha chú bác nha.
Một cục này là nặng 2,5 kg, hai cục này là 5 kg rồi mọi người. Sắt này sắt đặc hết. Tiếp theo là mã số 78, giá 1,5 triệu, chuyển khoản đủ, bao ship. Còn cái cục này là nặng 8 kg nha mọi người. Thì cái cục này là lần đầu tiên mình lấy luôn ha mọi người, trên cái bao hàng cơ khí luôn. Tại vì mình thấy cái cục này nó đẹp quá chú bác ơi. Nó liền lạc, nó chuẩn xác. Thường mấy cái cục kia mình thấy nó cái lưỡi nó bể mẻ lùm la hết. Còn cục này mình thấy hầu như nó còn nguyên vẹn chú bác. Đó, cái này giờ mình bán thử ha mọi người. Mình bán thử, nếu mà được chú bác thầy thợ cơ khí ủng hộ thì chắc chắn mình sẽ lấy thêm nhiều cái nữa. Đó, nếu mà đẹp mình lấy thêm nhiều cái nữa mình đem về mình phục vụ review cho chú bác xem nhá. Đó, thì chú bác coi cùng mình ha. Đường kính của cái cục này là nó tầm khoảng là bao nhiêu đây? Đây cái mặt đáy của nó nè chú bác. Đáy của nó có thông số dùm lum á, nói chung là ken xà beng à. Nhìn đẹp lắm. Xuống dưới. Đó. Rồi nó nằm trong cái bịch hàng cơ khí rớt xuống luôn ha mọi người. 165 mm là cái đường kính của nó nha mọi người. Độ dày của cái cục này là được 65 mm. Đây nó có một cái thông số gì nữa nè, có cái chữ, vài cái chữ nhỏ nhỏ không biết là gì nữa. Rồi ở đây là cái một cái chỗ mở nè, mình không có chìa khóa mình mở nha mọi người. Mình không có chìa khóa mình mở tại vì đây là lần đầu tiên mình bán cái mặt hàng này mà. Đó, bụng về thôi. Đó, rồi chú bác coi cùng mình ha. Mình lựa nè. Ở đây có một cái viên bi để mà mình châm dầu, châm mỡ bò vô để mà cho cái những cái thanh này nó trượt ra ngọt ngào này chú bác. Đó, rồi ký hiệu dấu vít hàng nội địa Nhật ha. Đó, thương hiệu là chích mắt luôn, hàng của Seoul luôn nè. Đó, rồi ký hiệu GIS, hàng chất lượng ha. Cái cục này còn nguyên vẹn, còn đẹp ken sà beng luôn. Đó, rồi chú bác coi nhé. Thì hiện tại mình không có mở, mình không có mở cái thằng này ra được chú bác. Mình không có mở ra được. Đó, nên là mình chỉ biết review xung quanh sơ sơ vậy thôi. Đó, nếu mà chú bác nào mà am hiểu kiến thức về mấy cái cục này nhiều hơn thì chú bác có thể hướng dẫn mình nha. Chú bác mua hàng mình cho mình hỏi thêm vài thứ nữa. Đấy, để mai mốt mình ra ngoài mình thấy cái loại này mà đẹp đẹp như mình lấy về mình gửi đến chú bác nha. Mã số 75, giá 1,5 triệu. Thì mình thấy mình coi trên, mình sạch trên Lazada đồ, trên Lazada, Shopee đồ chú bác. Mấy cái cục này nó bán rất là cao ha. Mình thấy giá nó cao lắm mà nó còn xấu hơn. Nó nhìn nó không có chất, nó không có cứng cáp bằng cái đồ Nhật Bản ha mọi người. Thì hàng Nhật thì đương nhiên phải chất lượng thôi. Giá chỉ 1,5 triệu thôi, nặng 8 kg. Chú bác chuyển khoản đủ, mình bao phí vận chuyển cho chú bác ha. Mấy cái cục phôi này còn liền lạc, không có bị bể vỡ gì hết nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Ok, cũng là một mặt hàng cơ khí nữa gửi đến cho chú bác. Mã số 79, giá chỉ 900.000, chuyển khoản đủ, bao ship. Một cặp cảo C Sanki của Nhật Bản, xà 150 mm, loại lớn nha mọi người. À, hai cái thằng này là được khoảng là 5,4 kg nha mọi người. 5,4 kg, một thằng là cũng 2,7 kg rồi. Đó, một cái cũng là 2,7 kg rồi. Đúng rồi, một cái như vậy là cũng 2,7 kg rồi. Đó, 150 đẹp ha. Rock Forest Style nè. Ôi thằng này Rock Forest Style luôn. Đó, này nặng nhiêu đây? Thằng này nặng tới 2,9 kg lần rồi chú bác. Này nặng 2,9 kg luôn, cũng hàng 150 luôn. Thằng này hình như không phải của Sanki chú bác ơi. Đó, thằng này nó của cái thương hiệu gì nữa, hơi mờ mờ ha. Ở đây nè, hơi mờ mờ ha. Ok, nhưng mà cái chất lượng là khỏi chơi luôn mọi người. Răng là răng vuông nè, đẹp nè, ken sao ben luôn. Mình mở ra thử ha. Tâm là tâm chuẩn luôn nha mọi người. Quay ra quay vô ngọt ngào luôn. Đây cái cặp môi đó nè. Đó, đúng 150 luôn nha mọi người. Trừ hao cái cục này ra là đúng 150 chuẩn xác luôn. Không dư không thiếu luôn ha. À, mình đo cái chiều sâu coi. À, cái chiều rộng của nó nếu mà ra tới tầm là tầm khoảng 80 nha mọi người. Tầm khoảng 80. À, cái cây này thì nó còn liền lạc nè, còn cái cây này nó hơi rổ mấy cái răng tí xíu. Đó, có gì thì mình nói đó thôi rõ ràng, nhưng mà mình quay cho chú bác xem ha, không có bị vướng bận gì hết. Vẫn còn cứng cáp ha, trên này nó có hơi dính một cốc tí xíu ha. Đó. Quay ra quay vô ngọt ngào nè mọi người. Đó, mình quay ra tới phần này vẫn quay bình thường thôi chú bác. Không có vướng bận, không có cứng kẹt gì hết. À, thấy nó vậy thôi chứ siết vô là bao chắc, bao cứng luôn ha. Đó, rồi bên trong cái hàm của nó nè. À, vẫn sử dụng bình thường ha mọi người. À, 150 của Sanki. Rồi một cặp này sắt thép đặc luôn ha chú bác. Cái này không có pha gan gì hết nè mọi người. Cái này là cảo, này là sắt thép đặc hết. Mã số 79, giá 900.000, giá yêu thương thôi. Chú bác chuyển khoản đủ, mình bao phí vận chuyển ha. Hôm nay mình lên khá là nhiều đồ cho thầy thợ cơ khí luôn ha. Tiếp theo mình có mã số 80, một cái cây taro liền lạc bén ngót,
Giá chỉ 250 thôi nha mọi người, giá chỉ 250 và hàng này là hàng nội địa Nhật luôn ha. Ở đây nó hơi bị vỡ tí xíu nhưng mà không sao, quan trọng là cái lưỡi này nè, bén ngót luôn, vuông vức luôn ha mọi người. Đó, không có bị loe, không có bị bể gì hết ha. Kẹp là kẹp mấy cái ghe taro là cực kỳ chắc luôn ha. Đó, mình mở nó ra thử cho bác xem nha. Đó, mở ra ngọt ngào nè, quay ra quay vô ngọt ngào nè. Cây này là dạng bự ha mọi người, cây này là dạng bự ha. Rồi, chiều rộng của cây này là được khoảng tầm 35 mm. Tổng chiều dài của cái cây này là tầm khoảng 300 nha mọi người, tầm khoảng 300. Có thể là 300 hơn á, mà mình nói chuẩn là 300 đi. Đó, chiều dài của nó là 300. Cây này là cây dạng mà mình răng lớn ha, mình kẹp mấy cái taro răng lớn ha mọi người. Hàng nội địa Nhật hết luôn. Nhìn nếu mà chú bác đi chú bác mà thầy thợ cứng á, nếu mà chú bác thầy thợ cơ khí chuyên nghiệp á thì nhìn cái cây này với mấy cái cây Trung Quốc là mình khác nhau liền á mọi người. Khác nhau hoàn toàn liền. Từ cái chi tiết, từ cái chất liệu thép, từ cái màu sắc rồi cho tới mình nhìn thấy ha. Thì khi mà nó đổ bãi ra chú bác thì mấy cây này nó vàng khè chú bác ơi, nó vàng lắm. Nó vàng hầu hết nguyên cây luôn, về mình phải vệ sinh lại, mình đánh lại hết cho nó sáng lại được cái màu này ha mọi người. Rồi, nói chung là miệng mồm còn bén á chú bác, còn sạch còn đẹp hết luôn. Mã số 80 giá 250 thì chú bác cũng biết rồi đó. Mình lên một clip á, mình chỉ có một cây duy nhất thôi mọi người, mình chỉ có một cây duy nhất rồi thì chú bác cũng biết, có thể biết là cái độ hiếm của nó như thế nào ha mọi người. Mấy cây này để kiếm được một cây đẹp vậy nó hơi bị khó ha. Nó hôm nay mình có một cây duy nhất thôi, chú bác liên hệ lẹ để mà chốt được cái món hàng này nhá. Rồi, tiếp theo là mã số 81. Giá 250 thôi. Nặng 1 kg 3. Phải không ta? Cây này làm gì 1 kg 3? Cái này lộn chú bác. Cái này nặng 4 lạng. Cái này nặng 4 lạng. Cái số ký nó không liên quan nữa chú bác, dán nhầm thôi. 81 giá 250, một cây kéo cắt tôn. Chất liệu thép là thép đen nha mọi người. Đó, nhìn cái màu đen của nó nè, nhìn mạnh mẽ ghê. Đó, lò xo mới ken luôn, thương hiệu Mitsubishi nha mọi người. Mitsubishi. Đó, ký hiệu Mitsubishi. Mình hàng nội địa Nhật thì mình rất thích chất liệu Mitsubishi nhất. Mình thích cái thương hiệu Mitsubishi nhất. Đó, xài bền. Đó, cái chất liệu cán của nó cũng còn nguyên nè. Đó. Rồi, mình mở nó ra ha, có khóa an toàn ha, chống mấy đứa nhỏ nó quậy phá, nó không biết nó chơi nó quậy ha. Cái lò xo này thì nó hoạt động không có còn nhường nhuyễn lắm đó, nhưng mà nói chung vẫn còn sử dụng bình thường. Giá thì giá mềm thôi, lưỡi thì cực kỳ bán luôn rồi chú bác, lưỡi đẹp nha. Đó, mình cắt thử miếng rồi, mình cắt tay trái ha mọi người, mình cắt tay trái nha. Đó, nét nào đây nét đó luôn rồi chú bác. Đó, rất là bén ha mọi người. Rồi, mấy cây này Mitsubishi này là xài ngon, chất lượng khỏi chê rồi. Đó. Cái lò xo này thì chắc phải xài nhiều rồi nó mới nhuần nhuyễn lại được bình thường. Mã số 81 giá chỉ 250 cho một cây kéo cắt tôn thôi. Cắt tôn dày cũng được ha. Cái miếng tôn này nó cũng khá là dày nha mọi người. Miếng tôn này cũng khá là dày hết mà mình cắt nát rồi. Lưỡi thì hàng nội địa Nhật thì xài bền rồi. Đó. Ok. Tiếp theo một món hàng dành cho chú bác thầy thợ nông dân nha mọi người. Cơ khí có nông dân luôn. Mã số 82 giá 200.000 cho một bộ làm vườn nha mọi người. Thương hiệu hàng nội địa Nhật nè chú bác. Đó, có mã vạch của đồ Nhật luôn. Thì cái cây này nó còn mới ha chú bác. Mình lột cái tem này ra thì cái cây này còn mới ken nè chú bác. Đó, còn cái tem này nó còn dính trên cái cây này thì mình để nguyên thôi. Đó, mình bán combo hai cây này ha. Cái này là một cái cây cào cỏ. Đó, chống mấy cái bận rác đồ nó lọt qua ha. Có lưới luôn. Ok, còn tiếp theo là đi kèm một cái cây sẻn nè, cán gỗ đẹp nè, vuốt lại miếng keo gỗ vô là sáng bóng ha. Có cái chỗ để mình mọc cọng dây qua mình treo nó lên ha. Rồi, thép luôn, cái này bằng thép luôn nha mọi người, thép trắng luôn, thép công rỉ ha. Tổng chiều dài của cái cây sẻn này á là lên tới là 300 nha mọi người. 300. Tổng chiều dài lưỡi sẻn là được khoảng 140 mm, tổng chiều rộng là được 85 mm. Rồi còn cái cây cào này tổng chiều dài của nó là được tầm khoảng là 200 mọi người. Tổng chiều dài của nó tầm khoảng 200. Độ sâu cái miệng cào của nó là được khoảng 30 mm. Đó, mình tính tới đây thôi. Còn mới còn đẹp ha. Quan trọng hơn là tất cả đều là hàng nội địa Nhật chuẩn hết. Cây này mình cầm vô mình rất là thích nè. Đấy. Rồi, combo hai cây này. Một bộ làm vườn của Nhật nha mọi người. Một bộ làm vườn chú bác ở nhà mà mình có trăm cây cảnh rồi, trăm cây kiển rồi mà có cỏ rồi mình cạo nè. 82 giá 200.000 cho hai cái bộ này, cho một bộ này, gồm hai cây cây sẻn với cây cào của Nhật ha. Tiếp theo mình có một bộ dây mát giá chỉ 350 thôi, mã số 83. Chuyển khoản đủ là bao phí vận chuyển chú bác nha. Tại cái này trên 300.000 nha mọi người. Đấy. Rồi chú bác cùng mình coi ha, kẹp rất là chắc nè.
Đấy, lò xo bung rất là mạnh nè. Kẹp là bao 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 cứng luôn ha. Nó hơi dính bụi bãi trong mấy kẽ này tí xíu thôi. Thương hiệu đây mọi người, thương hiệu đây. À, Industrico LTD. Siwa. Hàng nội địa Nhật ha. Đó, lưỡi đây nè. Một cộng như vậy nó dài tầm khoảng 2 mét nha mọi người. Để mình đo thử. Thì hai cái này là một bộ luôn nha mọi người. Một cộng là 2 mét mình mới đo lại rồi. Đó, này là một bộ luôn, cùng Industry luôn, Siwa luôn ha. Đó, cô LTD luôn nha. Đó, dây này dây màu đỏ thì nó không có nước mẻ gì hết nha mọi người. Dây màu đỏ này thì nó không có nước mẻ gì hết. Hai bên đầu kẹp còn cứng luôn, cái đầu này đầu lớn nè chú bác. Tổng chiều dài của một cái đầu kẹp này á, là được khoảng là 140 ha. Chú bác có thể mua về để mình sử dụng trong ra xe mình á. Mình để mình treo lên nó chổng ha mọi người. Khi mà cần sạc bình, nạp bình gì cho xe hơi thì chú bác lấy bộ dây Nhật này ra mình sử dụng ha. Chất liệu bền bỉ, cứng cáp ha. Và trên cái dây này nó có thông số gì nữa mọi người. Đó, series đồ này nọ khó nhìn ha. S8-50 nè đó. Ok thì cái gọng dây đen này á, cái chiều dài của nó thì cũng ok. Nói chung là ở ngay mấy cái đầu này nó có vẻ như người ta lắc hơi nhiều nên nó có vẻ bị đứt ngay cái chỗ mấy cái đầu này đó. Rồi nó hơi bị nứt thôi chứ không phải bị đứt nha mọi người, xin lỗi nó lại ha. Nó hơi bị nứt ngay mấy cái chỗ này thôi. Đó, nghe mấy cái cua mà nó bẻ nhiều quá chú bác. Nhưng mà không sao, vẫn sử dụng được bình thường nha mọi người. Không có rò rỉ điện hay gì hết đó. Đó, nếu mà chú bác kỹ mình có thể quấn miếng băng keo vô đây. Đó, hàng đã qua sử dụng rồi. Đó, hàng bãi mà. Đó, giá chỉ rẻ thôi. Mã số 83. Giá 350 chuyển khoản đủ 150 bao ship, còn sử dụng bình thường, còn sử dụng tốt hết nha mọi người. Một chút lỗi nhỏ không sao hết. Đó, quan trọng hơn là hàng nội địa Nhật chuẩn ha, sử dụng bên Nhật rồi. Đó, vẫn còn xài ok hết. Tiếp theo mã số 84, giá 1.100.000 chỉ khoảng đủ bao ship, mà có một cặp cảo hai, có một bộ cảo hai càng lớn nha mọi người. À, thương hiệu của Super, thương hiệu nổi tiếng luôn nha chú bác. À, đặc biệt là sản xuất tại Nhật Bản, chính hãng Made in Japan. À, ở đây ha, da băng sản xuất tại Nhật Bản cộm lên luôn nha mọi người. Đó, rồi Super size 8 inch da băng luôn nè. Bên cây này cũng có nè mọi người, mỗi cây nó đều có mọc hết ha. Cặp này là zin hết luôn, không tay sửa gì ha. Một cái càng của nó là được khoảng là 29 phân ha, 300 nha mọi người. Đó, rất là dài luôn, đặc biệt có hai lỗ thay nữa nè. Đó, hai lỗ thay nữa. Rồi chú bác dặn những cái motor lớn ha, những cái cuộn rô lô lớn nè, sử dụng cái này. Đó, mở ra những cái đó là ok luôn ha mọi người. Cái loại này loại lớn ha, một cái cây này không là nặng 4kg rồi chú bác. Đó, cây này một không là 4kg nè, mình cứ dán ở đây nè, 8 inch nha mọi người, 8 inch. Rồi, răng thì như thế nào đây, răng là bao chú bác dặn ngọt, ngọt ngào hết ha. Không có bị mẻ, không bị cứng, không bị gãy răng nào hết ha chú bác. Răng này răng vuông luôn, răng zin chuẩn Nhật luôn nha chú bác. Chỉ có điều là nó không có cái tai quay thôi, tai quay thì mình có thể sử dụng một cái cây ống sắt nào đó ha. Đó, hoặc là một cái, người ta bỏ cái tai quay này ra để mà người ta sử dụng cái cờ lê chú bác, cho nó chắc chắn hơn. Đó, để mà mình có thể mình tải, mình cạo được nhiều cái vật nặng hơn nữa ha mọi người. Đó, rồi bên dưới nó màu cái đầu mũi nhọn nó cũng có ha. Đó, rồi bên trong này thì nó sử dụng một cái đầu lõm ha. Đó, dặn những cái đầu vít mà nó có cái đầu nhọn ra cho bác thì ta sử dụng cái cây này, thương hiệu Super, hàng sản xuất tại Nhật Bản ha. Cái dòng này cũng khá là hiếm ha mọi người. Đó, đẹp keng luôn ha, những cái lưỡi răng là không có bị mẻ hết, thường mấy cái cây này cứng cáp lắm. Đó, hàng này là hàng chuẩn Nhật luôn nha mọi người, hàng chính xác Nhật 100% luôn của Super. Đó, chú bác nhanh tay liên hệ ha, mã số 84, giá chỉ 1.100.000 và bao ship cho chú bác nếu chú bác chuyển khoản đủ luôn ha. Mã số 85, mình có một sợi dây đai an toàn, xài cổ điển á mọi người, xài dây thừng cổ điển ha. 85 giá 200.000 thôi. Đó, dành cho những thầy thợ công nhân sơn tường, xây nhà, hoặc là làm ống gió hay treo ống nước gì ở trong công trình cơ khí nè mọi người. Thì mình xử. Đấy, thì chú bác nào mà hay thường làm trên cao á chú bác, sắm cái cọng dây đen an toàn này, dễ thắt, dễ sử dụng mà an toàn nữa chú bác. Thường những cái cọng kia mà thắt quanh bụng, thắt quanh chân rồi quanh tay rồi thọt vô nó hơi rườm rà, nó hơi phức tạp ha. Còn cái này mình chỉ cần ghim vô cái bụng mình thôi, mình thắt vô cái bụng mình thôi là cực kỳ chắc chắn nha mọi người. Đấy, cứng lắm chú bác, yên tâm nha, nó có cái cách xỏ của nó hết rồi. Nào ta, đây cứng này, đúng rồi đó, xỏ nó vô đây gọn gàng ha. Đó,
Đó, như vậy là đủ chắc rồi nha mọi người. Như vậy là đủ chắc rồi. Đó, rồi cái cọng này nó xài một cọng dây thừng nha mọi người. Đầu khóa là khóa hai chiều ha, bóp cái bên này nó mới mở được ha. Rồi thương hiệu của nó là Daikihook. Đó. Tujuron. Đó, hàng nội địa Nhật nha. Rồi bên này thì nó có một cái ký hiệu Fuji Denko nè, Dia nè. Sipel nè. Đó, cái loại này nó cổ điển thôi, nó xài nhanh gọn lẹ, nó không có cần phải thắt nhiều quá nhiều. Chỉ cần nịch nhanh quanh cái bụng mình thôi là có một cái đồ bảo hộ an toàn ha. Bên trong này nó hơi bị tưa bong ra tí xíu thôi, nhưng mà nó không có bị rách ra mọi người. Nó không có bị đứt ra ha, nó còn cứng cáp lắm, một tí xíu thôi, không sao hết. Đó, còn chất lượng lắm. Rồi, mã số 85, giá chỉ 200 ngàn thôi. Cọng dây này còn sử dụng bình thường hết, đặc biệt là thắt vô nhanh, cởi ra gọn lẹ ha. Không có rườm rà ha mọi người. Đó, 85 giá chỉ 200 ngàn thôi, xài dây thừng cổ điển, đi tới đâu móc tới đó ha mọi người. Đừng lạc luôn, nút bấm còn ok hết, dây còn chắc chắn chất lượng ha. Đó, Sipel của Nhật ha mọi người, mã số của nó 200 ngàn. Tiếp theo là mã số 86, giá 450 nha mọi người. 450 thì chuyển khoản đủ bao ship. Đó, cọng dây này thì cái hoạt động của nó thì nó giống như một cái dây Sipel của trong xe hơi. Chú bác nào mà có đi xe hơi rồi hoặc là có chạy xe hơi qua thì chú bác có thể biết ha. Dây này nếu mà mình đi từ ra thì nó ra được nè mọi người. Đó. Còn nếu mà mình bất ngờ á, mình té ra hay mình ngã ở phía trước á, nó cứng nha mọi người. Đó, chú bác có thể nghe cái tiếng cạch cạch của nó ha, cực kỳ cứng cáp luôn. Còn chất lượng lắm ha chú bác, mình kiểm tra hết rồi. Thì cái dây này nó cũng giống như cái dây hồi nãy thôi, mình thắt nó vô đây nè chú bác, mình thắt nó vô đây xong mình bỏ nó qua đây là nó cứng cáp rồi. Tại cái này mình buộc lại cho nó gọn á. Đó, cái này thì cái cọng dây đai này thì nó cái bản nó tầm khoảng là cái bản của nó tầm khoảng là 5 phân ha mọi người. Đó, cái bản nó tầm khoảng là 5 phân. Rồi cái chiều dài của nó tầm khoảng là 1 mét ha mọi người. 1 mét đủ chịu tải mấy chú mà bụng có hơi to cũng thắt vô được luôn ha. Đấy, rồi. Này cũng mở hai chiều luôn. Đó, mình bấm bên này vô, mình bật bên này ra. Đó, sử dụng thoải mái ha. Cực kỳ an toàn chất lượng luôn. Dây là hộp số Sipel đàng hoàng luôn ha. Ok, mã số 86 giá 450, mình thắt gọn gàng lại hết rồi. Đó. Ở đây mình có thêm một cái đồ này để mình có móc thêm cái sợi dây vô nữa, mình móc luôn ha mọi người. Đó, 450 thôi, chuyển khoản đủ bao ship cho một cái bộ dây an toàn của Nhật. Tiếp theo mình có một con đội chữ A Ken Saben. Mã số 87 giá 480 ngàn, nặng 2,8 kg nha mọi người. Con đội này là đội 3 tầng luôn. Đó, gọn nhẹ, gọn gàng, dễ cất, dễ sử dụng luôn nha mọi người. Gọn gàng, dễ cất, dễ sử dụng. Tổng bề ngang của nó là 25 phân nè. Tổng chiều cao ban đầu của nó là được 11 phân nè. Rồi, thương hiệu của nó đây. Thương hiệu của nó có một cái ký hiệu là hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Chơi vô cái thành xe của mình nè, đội xe hơi được luôn. Thì cái con này chú bác đội xe máy cũng bình thường luôn ha. Để việc xưởng ra mình sửa xe máy cũng ok nữa. Mình lắp một cái đĩa mình hàng dính lên đây nè. Đó, mình có thể quay tới quay lui quay cái xe của mình ha. Thoải mái nha. Rồi. Tổng trọng tải của nó là 700 kg, asin da băng, sản xuất tại Nhật Bản, thương hiệu Toyota Motor. Mã số đó, tem còn sáng còn đẹp ha. Con này theo mình thấy nó còn ken còn mới lắm chú bác. À, mấy con ở ngoài có nhiều con lắm, nó đen lùi mình không có lấy ha. Đó, rồi dặn lên nè, thoải mái ha mọi người. Cái này mình thêm cái tay quay nữa, chú bác có thể chế một cái tay quay để bắn vô cái súng bắn pin đó chú bác, mình quay thoải mái. Đội lên nhẹ nhàng hết luôn. Đó, đặc biệt con đội này nó đội lên khá là cao ha. Cái phần này nó có thể chạy tuốt vô trong này luôn ha. Nó chạy hết cái răng này luôn. Đó, nó thẳng đứng lên luôn á mọi người. Mã số 87 giá 480 ngàn cho cái con đội 3 tầng này ha. Con đội này nó đội 3 tầng ha. Đó, 2,8 kg. Con đội này ken, sáng đẹp. Đó, 480 này là chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển nha mọi người. Con này là 480 chuyển khoản đủ bao phí vận chuyển, là hàng nội địa Nhật hết, da băng Toyota đàng hoàng ha. Đó, con Nhật. Tiếp theo là mình có một con đội 15 tấn nha mọi người. Đợt trước con đội kia 20 tấn, cao quá thì chú bác, nặng quá thì chú bác có lựa chọn nữa nè. Một con đội 15 tấn thôi, thương hiệu Made in Japan Nhật Bản luôn. Mình coi trước cái thông số của nó ha. Cáp 15 ton nè, ký hiệu chống chết, hàng nội địa Nhật Bản nè. Đó, rồi Made in Japan Sapuso Co Ltd. Con này không phải là Đài Loan xuất Nhật hay là Trung Quốc xuất Nhật gì hết ha, mà chính xác là tại Nhật người ta sản xuất cái con này luôn, để mà người ta phục vụ trong những cái ra xưởng xe hơi của người ta. Mã số 88 giá 1,5 triệu. Đây,
Ở đây là cái thương hiệu Mazda Jack nè, vẫn còn cái tem còn dính luôn ha. Con này tập trung là cái màu màu cam của nó vẫn còn khá là ok ha mọi người, giống như cái con đợt trước ha. Màu cam của nó vẫn còn liền lạc ha, cái màu này là màu zin luôn. À, không bị chóc sơn, không bị chóc nhiều ha. Nó cũng có chóc đó nhưng mà không bị chóc quá đáng ha. Đó. Rồi còn cái nút này nè, chưa có dấu hiệu cải sửa gì hết nha mọi người. Đó, zin về từ Nhật về là nó như vậy luôn. Nó còn đóng bụi trong này luôn nè. À, chưa có dấu hiệu cải sửa gì hết luôn, không có dấu hiệu xì nhớt hay gì hết nha mọi người. Rồi đặc biệt cái con này là mình có thể đây, mình có thể bend nó lên ha, dặn nó lên trước vừa ngắm với cái thành xe hơi của mình đó, vừa ngắm với cái thành xe tải của mình nè. Rồi bắt đầu mình mới đội lên lại ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở lên hết cho chú ấy xem nhé. Đấy, lên tới đây là mắt tối đa nè, khóa cái này lại trước xong rồi đội lên ha. Chú bác có thể thấy nó di chuyển nha mọi người, dơm lại cận cảnh cái khúc này cho chú bác thấy nó đội lên nè. Đó, những cái mà đội hơi lớn như vậy nè thì nó lên chậm lắm chú bác, đè nó cũng phải đè mạnh lắm mọi người. Đó ok, bây giờ mình đội lên hết thử xem nó được bao nhiêu nhé. Thì đây là sau khi mà mình đội con đội này lên hết nha mọi người, cái chiều cao của nó khá là cao luôn, tổng chiều cao của nó là được 151 phân. À, lên hết nha mọi người, 5 tấc mốt tổng chiều cao của nó. Ok, mã số 88 cái con đội này thì mình cũng xin thưa luôn, mình không có thể nào mà mình test mình thả ben xuống cho chú bác được, tại vì cái con đội này mình phải đứng lên nó mới chịu xuống thôi chú bác, còn mình đè bằng tay nó không xuống nổi ha, nó không xuống chú bác ơi. Cái con đội này mình phải leo lên mình đứng nó mới chịu xuống ha, nên là mình không thể nào mình đưa nguyên cái bàn chân lên cái màn hình được, chú bác thông cảm giúp mình ha, cái này là yếu tố lịch sự thôi. Ok, lát nữa mình sẽ ép nó xuống như chú bác xem nha. Mã số 88 giá 1.500.000 ha mọi người. Đó, một con đội 15 tấn hàng nội địa Nhật có dấu chết ký hiệu là hàng chất lượng nếu mà xuất ra nước ngoài bán ha. Đó, ok. Liên lạc. Rồi khi mà chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển nha cái con đội màu cam này luôn nha mọi người. Tổng cân nặng của con đội này là 10 kg ha, tổng trọng tải là 15 tấn. Thương hiệu hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Japan chính hãng. Tiếp theo là mã số 89. Nặng 3.1 kg cho cái cáp tay này nha mọi người. Cáp tay dây cáp mới tinh luôn. Đây. Đó. Cái đầu này là cái đầu máng nha mọi người. Cái đầu này đầu máng nha. Móc vô như vậy. Đó, cứng cáp. Dây xích còn nguyên hết. À. Không có bị đứt cọng nào, mắc nào hết nha mọi người. Rồi, thương hiệu hàng nội địa Nhật nè. Chữ này là chữ Nhật nha mọi người. Đó. Bên này cũng vậy luôn. 600 kg. À, một cái cáp nhỏ xíu nhưng mà nó tải được 600 kg nè chú bác. Rồi, trước khi tiên là mình mở cái này ra mình test cho chú bác xem thử nha. Rút cái dây này ra. Đây mình vừa nó rút nó ra được miếng nha mọi người. Dây này dây cáp nha. Rồi, mình câu nó vô lại cho chú bác xem thử nha. Đây cái nguyên lý hoạt động của nó nè mọi người. Siết vô ha. Siết đến khi nào mà chắc thì thôi. Nếu mà cái dây này có chịu tải dưới nữa nó sẽ căng cái sợi dây này ra chứ nó không có lỏng lẻo gì nha chú bác. Đó, này mình chỉ quay vô thử chú bác xem thôi. Đó, ok nha, vẫn sử dụng bình thường nha mọi người. 600 kg. Đây cái đầu móc của nó đây. Đó, mã số 89 giá chỉ 350 chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển nha chú bác. Nặng 3 kg cho cái móc cáp tay này nha mọi người, sử dụng bình thường ngọt ngào hết luôn, có thể sử dụng cạo để mà mình kéo dây điện được, các thứ cũng ok nha. Tiếp theo là mã số 93 giá 380.000 chuyển khoản đủ bao phí vận chuyển cho chú bác nha. Nặng 1.4 kg. À, đây là một cái máy mài tay quay. À, có thể mài dao được luôn nha mọi người. Cái viên đá này nó rất là mịn ha. Đó, cái màu đá này chú bác xem cái độ mịn của viên đá nè. Dơm cận cảnh ha. Rất là mịn nha mọi người. Rất là mịn luôn. Đó, cái này mình có thể mài dao được nha. Thương hiệu của nó thương hiệu Lucky. Có cử đi kèm luôn ha mọi người. Có cử đi kèm luôn. Đó, thương hiệu của Lucky nè. Nó thường nó đi chung với mấy con Eto Lucky chú bác. Đây. Đó. Cùng một thương hiệu hàng nội địa Nhật hết nha mọi người. Đó. Rồi. Đường kính của viên đá này là được 100. Còn đúng 100 luôn ha. Độ dày của viên đá là 2.5 mm, 25 mm. À, mình quay thử chú bác xem nha. Trước tiên mình giữ cái cử này lại. Quay viên đá chuẩn nha mọi người. À, chớn cũng ok luôn. Rồi lát nữa mình xiết cái cử này lại ha. Tại đang review mình không có chỉnh được.
Ông xí cái cử này lại tí xíu thôi là nó cứng cáp à. Rồi cái phần này mình sẽ bắt vô cái bàn của mình. Đó, cái dòng máy mài tay quay này thì mình nghe nói ngày xưa người ta sử dụng cái dòng này rất là nhiều luôn. Nếu mà chú bác mua sử dụng cũng được, mà chú bác mua để sưu tầm, sở thích sưu tầm đồ Nhật bãi cũng được nữa mọi người. Một cái món quà kỷ niệm, một cái lưu niệm gì đó, mình có thể làm một món quà cũng được ha. Cái này, cái máy mài tay quay này nó còn mới mọi người, nên là một cái món quà tặng cho người bạn già của mình cũng khá là ổn luôn. Mã số 93, giá 380.000 thôi, chuyển khoản đủ bao ship cho chú bác luôn nha. À, chuyển khoản đủ là bao ship ha mọi người. Đấy, nặng 1,4 kg, Lucky nè, tem Lucky vẫn còn luôn nè. Ok, tiếp theo là mã số 0, mình có hai sợi dây điện ha. Dây điện là dây điện 3 pha nha mọi người. Đó, dây điện này là đầu 3 pha. Đó, cái thiết kế của nó cũng khá là lạ nha mọi người. Dây điện 4 chui nè. Mã số 0 giá 120.000 thôi, mình đã dưới bán 100.000 thôi nha mọi người. Đó, mình sửa lại ha, mình đổi lại cho chú bác 100.000 thôi, hai cộng dây điện này. Đó, dây điện này vậy nó dài tầm khoảng là mình đo thử 2m hơn cho một cộng dây điện này ha. 2m hơn cho một cộng dây điện liền lạc không sức mẻ hết nha mọi người. Nó sẽ ra 3 dây. Đó, chú bác có thể tái chế lại mình sử dụng điện nguồn 220 cũng được nữa ha mọi người. Đó, dây điện rất là lớn, rất là dày luôn ha. Đây, cái đầu ghim là 3-4 feet ghim nè. Đó, mình có thể thay cái đầu này cũng được nữa, tùy chú bác thôi. Mã số 0 giá 120.000 cho 2 à 100.000, mình lộn, nãy mình nói mình giảm giá chú bác chỉ còn 100.000 cho nó chẳng ha mọi người. Đó, gửi đến chú bác hai bộ dây điện, dây điện 3 pha của Nhật Bản nha mọi người. Tiếp theo mình có một cái cục biến nguồn ha mọi người, mã số 90, giá 900.000. Cái cục này có thể thay đổi dòng điện nha mọi người, nó thay thế giống như một cái điều tóc vậy đó chú bác. Nó xài điện 100V nha mọi người. Đó, chú bác nhớ ghim cái cục này qua biến điện nha. Cái này không phải là biến điện mà biến từ 220 nha, nó chỉ chuyển điện từ 0 đến 130V thôi nha mọi người. Đó, xài dòng điện chuẩn là điện 100V. Đó. Rồi, máy ví dụ mà chú bác có một cái máy cầm tay mà nó cắt mạnh quá, chú bác muốn điều tóc nó cho nó chậm lại mọi người, thì mình có thể ghim nó qua cái cục này ha. Đó. Rồi nó sử dụng như một cái điều tóc thôi. Đây thông số của nó đây, 100V output nè. Input là 100V nè mọi người, là đầu vào là 100V, chú bác đừng ghim điện 220 nha mọi người. Nó nổ mình không chịu trách nhiệm ha. Đầu ra là 0 đến 130V nè mọi người. 3.95A, max là 5A nè, 500VA. Là chú bác có thể sử dụng những cái dòng máy mà máy mài mà dưới 500W nha mọi người. Đó, sử dụng 500VA nè, là xài bình thường hết nha. Ví dụ máy mài chú bác chạy nhanh quá, mình muốn mài dao mà nó chạy nhanh quá, nó mài quăng con dao của mình, thì mình có thể ghim qua cái cục này để mình giảm vôn nó xuống ha. Ví dụ 100V chuẩn mà mình giảm xuống còn 70 là nó sẽ chạy chậm lại nha mọi người. Đó, nó sẽ thiếu vôn, nó sẽ chạy chậm lại. Đó, không ảnh hưởng gì tới máy nha mọi người, nó không ảnh hưởng gì tới máy móc của mình hết nha. Rồi, có thể điều tốc tăng lên cho nó nhanh hơn nè, cho nó lên tới 130V cũng được luôn ha. Mã số 90 giá 900.000, mình test thử cho chú bác xem nha. Ok, thì mình vừa mới ghim điện 100V vô nha mọi người. Hiện tại cái cục này nó đang được cấp điện 100V vô đây rồi ha mọi người. Đây, mình sẽ test cho chú bác xem ha. Cái mình có một cái con máy mài máy khoan tai UB điện 100V, không có điều tóc ha. Ví dụ mà nó khoan nhanh quá thì mình muốn giảm cái điều tóc nó đó chú bác. Mình muốn điều tóc nó thì mình sẽ chỉnh cái này ha, chú bác cùng mình coi nha. Ok, bấm máy. Hiện tại mình chỉ cấp cho nó 40V thôi nha mọi người, nên nó sẽ chạy chậm lại ha. Cấp 30V nè, cấp 20V nè. Đó, cái đầu này ra là đầu ra 20V nha mọi người, nó chỉ đưa điện ra 20V thôi. Mình có thể sử dụng cho những cái bóng đèn hay điện 15V, 20V thôi mọi người. Đó, nó giống như cái điều tóc gì thôi chú bác. Ok, mình báo giá luôn, mã số 90, giá 900.000, cho bác chuyển khoản đủ bao phí vận chuyển cho bác. Cái cục này là của Nhật chính hãng nha mọi người. Đó, Tokyo Ricosa nè mọi người. Đó, ok, thì bên trong nè, dây đồng nó còn mới ken rồi chú bác ơi. Đó, rồi cái hộp còn đẹp luôn ha mọi người. Đó, mã số 91, giá 380.000, chuyển khoản đủ bao ship. Ở đây mình có một cái cục lọc âm thanh nha mọi người, lọc âm thanh hàng nội địa Nhật luôn. Cục này nó lọc điện ha, lọc cho sạch điện chú bác. Thường điện nó ra nó hay bị không có sạch, nó nghe nó không có hay chú bác. Thì cái cục này người ta sẽ sử dụng trong cái loa âm thanh rồi ha mọi người.
vô điện 200 ra điện 200 ha mọi người, chú bác ghim điện 200 ha, được cái là nó vô điện 200 nè mọi người. Đó, nó không phải là mấy cái loa xài điện 100 ha. Nó transformer nè. Slow Electrical LCD Osaka gia băng ha. Đó, hàng nội địa Nhật gia băng nè. Sản xuất tại Nhật ha. Điện vô là điện 200 nè chú bác. Vô điện 220 nè. Ra là ra điện 220 luôn nè. Đấy, cực kỳ tiện lợi ha. Đó. Rồi, 50 đến 60 Hz. Đó, đây là một cái số thông số của nó ha. Cục này còn mới còn đẹp luôn ha mọi người. Hơi dính bụi tí xíu thôi. Nó hơi bị dính chút bụi thôi. Rồi, bảo vệ chống giật luôn ha mọi người. Đó. Trong mấy cái xe hơi mình muốn nghe âm thanh nó hay hơn á, cho âm thanh nó sạch tí xíu á, thì mình sử dụng cái cục này ha. Cục này hàng nội địa Nhật và nó xài chuẩn điện 220 nên chú bác yên tâm nhé. Đó. Tổng chiều cao của cái cục này là nó là được 10 phân ha, chiều rộng của nó là được 10 phân luôn. Đó. Độ dày của nó là được khoảng tầm 4 phân rưỡi á mọi người. Còn mới còn đẹp luôn ha. Đấy, cục này dạng nhỏ thôi. Cái thông số của nó xài 150 VA ha mọi người. Mã số 91, giá chỉ 380.000, chú bác chuyển khoản đủ bao phí vận chuyển nha chú bác nhá. Đó, một cái cục lọc của Nhật Bản. Nghe âm thanh nha, nó hay hơn nha mọi người, còn mới keng à. Tiếp theo mình có một cái cục biến điện cách ly nha mọi người, biến áp cách ly. À, thì cái này nó được bảo vệ hết rồi, chống điện, chống giật, chống rò rỉ hết rồi nha mọi người. Hàng này là hàng nội địa Nhật luôn, vừa rớt thùng là mình lấy liền luôn nha mọi người. Nó nằm trong mấy cái thùng mà mấy cái thùng điện lớn của Nhật đó chú bác. Đó, cục này là điện 220 nha mọi người, chú bác kim điện 220 biến sang điện 100V. Đó, người ta gọi là biến áp cách ly ha. Đấy, thì cục này chú bác có thể sử dụng cho những cái máy khoan cầm tay, những cái máy khoan pin, mình đóng cho nó một cái kệ rồi đó mình để nó lên, mình đấu sợi dây xuống ha mọi người. Đó, rất là tiện lợi luôn. Thương hiệu nó đây chú bác. High quality transformer luôn nè. Slow Electrical LCD Tokyo Osaka Japan luôn ha. Đó, mã số của nó là mã số 92, giá 1.500.000. Chạy là ampere là 5750E. Đó. 750 VA nha mọi người, 750 VA. 200V nè, vô điện 200, điện 220 nè, thoải mái nè. Ra là ra điện 105 hoặc là điện 100V nè. Số 0 là VMAX ha. Mình sẽ test cho chú bác xem luôn cái cục biến áp cách ly này nó sử dụng điện như thế nào ha. Ok. Rồi. Tổng cân nặng của cái cục này là 11kg ha mọi người. Tổng cân nặng của nó là 11kg. Tổng chiều cao của nó là được tầm khoảng là 12 phân. Chiều rộng là được 8 phân nè mọi người. Đó. Chiều rộng bề mặt là được 14 phân. Ok, để mình đấu dây mình test thử cho chú bác xem nha, biến áp cách ly. Ok, mình vừa đấu điện rồi chú bác xem cùng mình nha. Nó hơi nguy hiểm tí xíu. Đó, đầu này là cái đầu này là đầu ra. À, ra là ra điện 100V ha, còn cái đầu này là đầu cấp nguồn. Cái sợi dây này mình sẽ cấp vô nguồn ha mọi người. Cái sợi dây này mình sẽ cấp vô nguồn chính nha. Đó. Rồi, ok, thì điện vô sẽ là điện 220. Điện vô sẽ là điện 220 đây, chú bác có thể thấy ha. Ra là ra điện 100, mình cũng test với một cái máy mài Ryobi lúc nãy ha mọi người. Đây cái máy mài Ryobi lúc nãy mình sẽ đấu cho mình test nha. Rồi dây điện là kiểm tra đầy đủ không bị sao hết. Ok, bây giờ mình test thử cái biến áp cách ly này nó chạy như thế nào nha mọi người. Ghim điện 200 nha mọi người, điện này điện 200 ha. Đó. Đó, ok, chú bác xài bình thường hết nha mọi người. Chú bác có thể gá nó ở đâu một đó trong góc trong nhà mình đấu giống như mình vậy nè chú bác. Đó, mình để sẵn rồi chú bác. Chú bác quấn băng keo điện vô thôi. Rồi ok, mình có thể sử dụng máy cắt tay, máy cầm tay, rồi những cái sạc những cái máy pin rồi này nọ, mình sạc những cái máy pin của Nhật Bản á, xài điện 100V đó chú bác. Thì sử dụng bình thường ha, giá 1.500.000, đặc biệt nó tới 750 VA rồi có thể xài những cái máy mềm mà 400W, 500W sử dụng bình thường thoải mái ha mọi người. Ok, mã số 92 giá 1.500.000, chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển cho chú bác một cái cục biến áp cách ly ha, chống giật nè, xài điện 220, chuyển khoản đủ bao ship luôn ha mọi người. Tiếp theo mình có cuộn dây điện dài 50m, nặng 9.5kg, mã số 94, giá 1.300.000, chuyển khoản đủ bao ship nha mọi người. Rồi, đường kính bề mặt của nó là được 27 phân, dây điện không sức mẻ, không đấu nối nha mọi người. 50m liền lạc, không sức mẻ, không đấu nối luôn. Bên trong nó có một cái đoạn là bị như bị đè vô tí xíu thôi. Đó, nó hơi bị đè, bị cứng tí xíu thôi, chứ còn lại là nó không bị gì hết nha mọi người. Nó nằm ở đâu trong này nè. Đây, giống như cái phần này nè mọi người. Nó hơi bị đè vô chút xíu thôi. À, hơi bị đè móp vô đây tí xíu thôi, nhưng mà còn lại là không sao nha chú bác, không có bị lòi dây đồng, không có đứt cái sức mẻ hay là đấu nối quấn mà keo điện như thế nào mọi người.
dây nó có một cái màu tím nè, màu tím khoai mỡ nè, rất là đẹp ha. Đó, 50m liền lạc luôn. Đó, tìm đâu ra một cuộn dây điện 50m. Giá chỉ có 1.300.000 chưa hết đâu, chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển cho chú bác luôn nha. Dây điện này là của Nichido. Nichido ở đây nó có một cái lỗ hơi bị xấu tí xíu nha mọi người. Nhưng mà ghim đi ghim vô vẫn chắc chắn, vẫn bình thường nha mọi người. Ghim vô vẫn tốt ha. Đó. Không có bị cứng kẹt gì hết nha chú bác. Rồi, bây giờ mình coi thử xung quanh nó coi. Đó, nó có một cái màu tím ha. 50m nha. Đó, dây điện hàng nội địa Nhật chuẩn hết nè, cái dấu dấu này là dấu in vô luôn nha mọi người. Tay quay vẫn còn tốt nè. Rồi, chẳng để chú bác đợi lâu, mình test sẵn, mình test thử điện 100V nha mọi người. Rồi, khi mà mình ghim điện vô nó có đèn báo nguồn nha mọi người. Đèn này nó sáng nè. Đó. Rồi, hiện tại cái cuộn dây điện này đã được cấp điện vô chú bác. Rồi mình ghim thử ha. Mình có một cái máy mài Ryobi nè, cái máy này nãy giờ mình test nãy giờ chú bác. Đó, mình ghim thử 4 lỗ, nó chạy bình thường 4 lỗ, 1 lỗ nè, 2 lỗ nè, 3 lỗ nè, cái lỗ này hơi xấu nhưng mà vẫn sử dụng bình thường ha, 4 lỗ nè. Đó, chú bác có thể mua cái cục chuyển ha, nếu mà mình xài cái máy Việt Nam á, xài điện 220 á, dây này xài vẫn bình thường ha. Chú bác có thể mua cái cục chuyển á, mình ghim cái đầu dẹp nhưng mà nó ra cái đầu tròn nữa, mà mình ghim mấy cái dây đuôi tròn vô nha mọi người. Mình có thể ghim mấy cái dây đuôi tròn vô. Đó. Rồi, cái này mình có thể ghim điện 220 bình thường ha. Bây giờ mình ghim thử điện 220 cho chú bác xem nha. Cái bóng đèn này nó sẽ sáng hơn được một tí xíu. Đây là sau khi mình ghim điện 220 ha. Dây chịu tải bình thường, không có dấu hiệu nổ bốc khói gì hết nha mọi người. Đó, dây Nhật nó làm rất là to ha, nên chú bác vẫn tải điện 220 bình thường, không sợ gì hết nha mọi người. An toàn là trên hết ha. Cái bóng đèn này nó sẽ sáng hơn được một tí xíu rồi chú bác. Đó. Rồi, đã cấp điện 220 cho nó. Ok, vẫn xài điện 100 được, xài điện 1220 vẫn được ha mọi người. Cuộn dây điện 50m liền lạc, không sức mẻ, không đấu nối, không quấn băng keo điện ha. Giá chỉ 1.300.000 thôi chú bác, chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển ha. Mã số 94. Tiếp theo cuộn dây điện này là cuộn dây điện 30m của hiệu Shinsei Hataya nha mọi người. Hataya 30m nè. C30 5.5kg cho cái cuộn dây điện này ha. Ổ điện là Z Hataya nè. Hataya nè. Mã số 95, giá 1 triệu chú bác cho phép mình dán ở đây luôn nha. Đó, cuộn dây điện này nó có thì có cái màu hồng khá là sáng, khá là đẹp ha. Màu hồng dạ quen nè, màu đỏ dạ quen thì đúng hơn. À, màu đỏ dạ quen, không sức mẻ, không đấu nối, 30m liền lạc, không vướng bao keo điện gì hết nha mọi người. Chú bác khi mà chú bác nhận hàng, chú bác có thể kéo sợi dây điện này ra chú bác coi thử ha. Đây cái này chỉ là cái vết chày của ngoài vỏ thôi, không phải là dây đồng nha mọi người. Cái này là dính dơ ngoài vỏ thôi. Đó, không có lòi dây đồng, không có đấu nối hết nha mọi người. Đó, này mình kiểm tra hết rồi nên chú bác yên tâm nha. Rồi, đây là cái phần đằng sau của nó nè, giới thiệu về cái cuộn dây điện nè. Nó toàn là chữ Nhật không, Hataya có mã vạch đồ luôn nha. Đó, rồi ok, cuộn dây điện này là màu đen, dây thì màu đỏ, đỏ dở quen ha. Rất là đẹp nha, hơi bị dính bụi công trường Nhật Bản thôi nha mọi người. Quay nè, mặt ngào nè. Rồi, bây giờ mình sẽ ghim điện thử nha mọi người. Chú bác ghim điện 100V trước nha. 4 lỗ này coi nó còn hoạt động không cho chú bác xem nha. Lỗ đầu tiên nè, lỗ thứ hai, lỗ thứ ba nè, lỗ thứ tư nè. Ok, 4 lỗ còn xài hoạt động bình thường hết nha mọi người. Đấy, 4 lỗ còn y nguyên luôn. Mã số 95, giá 1 triệu chú bác bao chú bác hàng, chú bác về kiểm tra luôn nha mọi người. Máy cái cuộn dây điện này vừa tới tay chú bác, chú bác kéo ra đo giúp mình đúng 30m, chú bác ghim thử 4 lỗ giúp mình ha. Chạy bình thường, chạy tốt, ok chú bác lấy hàng ha. Còn vấn đề gì chú bác liên hệ với mình. Đó, chú bác nhớ kiểm tra giúp mình coi nó có bị cứng móp gì không. Đó, rồi có thiếu mất gì không. Đấy, dây này là dây liền lạc luôn ha mọi người. Dây zin đúng 30m luôn, không có bị cắt đầu ha. Đó, cái đầu của nó cũng đầu zin, đầu màu hồng luôn nè mọi người. Điện 220 nó vẫn chạy bình thường nha mọi người. Mấy con này nó chịu tải 220 vẫn tốt mà chú bác. Mã số 95, giá 1 triệu, chuyển khoản đủ bao ship cho chú bác. Cuộn dây điện tới 30m lận ha mọi người. Dây điện còn sáng còn đẹp, không đấu nối, không sức mẻ. Mã số tiếp theo, một cái con máy mài nước. Mã số 96, giá 1.800.000. Chú bác chuyển khoản đủ bao ship ha. Và cái con máy mài nước này thương hiệu Hitachi luôn nha mọi người. Sản xuất tại Nhật chính hãng luôn ha. Không phải là hàng Đài Loan xuất Nhật hay là hàng Trung Quốc xuất Nhật gì hết. Nó chính hãng, là hàng của Nhật chính hãng luôn ha mọi người. Đây, Hitachi, ký hiệu Hitachi nè. Dòng thông số điện là 50-60Hz nè. 180W, 190W là cao nhất nha mọi người. 1.9A, 1.9A đến 2.2A ha mọi người. 460 dòng đến 560 dòng một phút là công suất tối đa nè. Đó. Rồi đá xài là đá 205 x 20 x 80 mm nha mọi người.
thì hàng này là Hitachi của Hitachi nha. Đó, một con máy mài nước nha mọi người. Viên đá này nó cũng còn dày tầm khoảng là 5 ly nha mọi người. 5 ly. Đó, viên đá rất là lớn ha, viên đá này là đá 200. Đó. Viên đá này đã có qua sử dụng rồi nhưng mà vẫn còn sử dụng được thôi mọi người. Vẫn còn để dành mài dao được thôi chú bác. Đó. Nếu mà chú bác xài hết cái viên đá này, mình có thể kiếm viên đá này dễ dàng ha. Ở những cái cửa hàng trên YouTube mình thấy mấy chú cũng bán mấy cái viên đá mài dao này cũng khá là nhiều ha. Nhất là viên đá Nhật chính hãng nữa, nó mới tin nè chú bác ơi. Đó, viên đá này dễ thay, dễ mua ha mọi người. Dễ kiếm lắm. Đó, dòng Hitachi. Rồi cái con máy mài này thì Nhật zin ha. Đó, bên trong đó nè. Bên ngoài đó nè, bên trong đó nè. Còn keng còn sáng còn đẹp hết nha. Đó. Rồi. Nó chỉ có một cái lỗi nhỏ thôi là bên này nó hơi bị bên này nó hơi bị lúc mà xuống hàng á chú bác, nó hơi bị cấn cái khúc nhựa này tí xíu nên nó mất một cái khoảng nhựa ở đây. Nhưng mà máy vẫn đứng chuẩn ha, không có bị lắc lê hay lắc bị rung lắc gì hết nha mọi người. Viên đá quay ngọt ngào luôn. Đó, cái phần bên này cái lỗ này sẽ là nước nó dẫn ra cái lỗ này nè chú bác. Chú bác có thể đóng một cái ống dòi cho nó đẩy nó dẫn nước ra. Đó, bên trong máy nè. Tụ là tụ zin được hết luôn nha mọi người. Đó. Máy zin keng luôn, mới tin nè. Ok, bây giờ mình sẽ test thử chú bác xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ test thử chú bác xem nha. Máy mài Hitachi nó chạy như thế nào. Có ok không nha mọi người. Đó, rồi. Tháo gọn dây điện ra, dây điện cũng là dây điện Hitachi zin luôn nè mọi người. Đó. Rồi, đi máy nha. Điện 100V nha chú bác. Máy Nhật là nó xài chuẩn điện 100V hết. Rồi mình mở máy chạy lại nha chú bác. À, quay rất là chuẩn nha. Bao tì đè luôn. À, máy rất là mạnh ha. Viên đá cực kỳ mạnh luôn. Viên đá này là mài dao chính hãng luôn. Chú bác có thể châm nước vô đây, nước nó sẽ chảy xuống dưới cái hộc này. Từ cái hộc đó nó sẽ đi ra từ bên hông ha. Bên này nó có một cái dòi nè. Đó, nó sẽ đi bên hông. Viên đá quay chuẩn, không lắc léo, không nghiêng ngã ha mọi người. Đấy. Rồi mã số 96, một con máy mài nước chuyên dụng, thương hiệu Hitachi, sản xuất tại Nhật chính hãng luôn ha mọi người. Xài điện 100V. À, mà giá 1.800.000 chú bác chuyển khoản đủ bao phí vận chuyển với chú bác con máy mài này ha. Nó chỉ bị một cái lỗi nhỏ bên này thôi. Đó, nhưng mà viên đá quay vẫn chuẩn ha, không có bị lắc leo, lắc máy ha. Máy đứng vẫn rất là vững ha. Đấy, ok. Một mã số mã 97 giá 1.600.000 chuyển khoản đủ bao ship, mình có một con máy mài nước, mài dao ha mọi người. Và chuyên dụng là mài lưỡi bào ha, có cử đàng hoàng, cử mài lưỡi dao, lưỡi bào nè mọi người. Nước nó sẽ được cấp vô từ bên phía đằng sau này nha mọi người. Ở đằng sau này nó sẽ có một cái miếng vải nỉ, nó chà sát vô cái viên đá này cho ướt cái viên đá này ha. Đó, rồi mình chỉ cần cho một cái ống dòi nước chảy nước từ ở ngoài vô đây thôi, nhiễu tổng thôi nha chú bác. Rồi mình sử dụng mình mài dao ha. Rồi cử này cử tiến lùi nè, mình lui ra lui vô nè chú bác. Đấy, rồi còn bên này là một viên đá có thể mài lưỡi khoan. Đó, mài sắt, mài phá đồ cũng được ha, phá dao mình muốn chế con dao nó như thế nào tự mình mài ha, mài lưỡi khoan cũng được luôn. Và đặc biệt cái con máy mài này nữa là nó còn đầy hai viên đá luôn nha mọi người, hai viên đá nó còn đầy cả nắp luôn nè chú bác. Còn viên bên này nè nó còn tầm khoảng là 35 ml luôn ha, 35-36 ml luôn nè mọi người, còn rất là dày ha. Đó, còn nguyên luôn, không có, chưa có mòn, chưa có bị mài mòn hết. Nếu mà chú bác sử dụng cái con này là xài khá là lâu luôn đó chú bác. À, rồi độ dày của viên đá này là được tầm khoảng là 40 ml. À, độ dày của nó tầm khoảng 40 ml ha. Viên đá là không có mẻ, không có xước, không có lủng lỗ nha mọi người. À, có mẻ bên góc bên này tí xíu ha, còn mặt lủng là không có bị lủng ha. Cái bề mặt này là láng mịn hết luôn nha mọi người. À, có cái góc bên này, góc này là nó hơi bị nhăm tí xíu rồi. Rồi, à, ok. Hai viên đá còn đầy còn đẹp, có cử đi kèm luôn ha, cử tiến lùi nghiêng ngã luôn luôn nha mọi người. Đó, nghiêng nè. Đó, nghiêng lên nghiêng xuống rồi chú bác. Ok ha. Ok, thì cái con máy mài này á, một bên nó là nó xài nó chạy là 3.000 đến 3.600 vòng một phút, còn bên này nó chỉ chạy được 1.600 đến 1.900 vòng một phút thôi nha mọi người. Lý do là tại bên này nó mài nước nên nó cần cái một cái tua vòng chậm đó, để mà nó có thể mài con dao mình chuẩn xác hơn ha, mài những cái lưỡi dao của mình chuẩn xác hơn. Vì vậy nó sẽ có một cái nhông ở đây đó, nhông này nó sẽ thuộc là giảm vòng
nó sẽ giúp là giảm dòng, giảm cái dòng quay lại đó, nên là khi có con máy này nó chạy nó sẽ kêu lọc cọc cái phần này ha. Thì tất cả cái dòng 9800 nào, Makita 9800 nào mà mày giao mày nước như vậy nè, nó sẽ, nó đều sẽ kêu lọc cọc đó, do là nó giảm dòng ha, cái khúc này hết, nên chứ không phải là nó bị hư hay bị lỗi á mọi người. Rồi cái tem này nó còn hơi mờ tí xíu, hơi khó thấy chút xíu ha mọi người, mình sẽ đọc cho chú bác xem nha. Thương hiệu này có con máy mài này là Makita 9800 nha mọi người. Con này là Makita 9800 230W là công suất tối đa. Một bên là đá mài nước, một bên là đá mài dao ha mọi người. Một bên là đá mài dao mài nước, còn một bên là đá mài lưỡi khoan ha. Và cái con này á thì nó xài đá của nó là đá 125, điện là điện 100V nha chú bác, đừng ghim điện 220 nha mọi người. Đó, cái con này mình chỉ còn thích là mình chỉ thích cái con này là cái hai biên đá nó cực kỳ đầy, cực kỳ đẹp ha. Và đặc biệt có một cái cử mài lưỡi dao đi kèm nữa. Ok, bây giờ chẳng để chú bác đợi lâu, mình sẽ test luôn cho chú bác xem nha. Rồi mình mở máy chạy nha mọi người. Nãy mình quên mở CB nha mọi người. Rồi mình bật lại. Ok. Đó. Khi mà nó chạy nó rất là êm nha mọi người, mà công suất nó đạt lên tới 230W, bao từ đè rất là mạnh luôn ha. Đó. Bên này sử dụng mài lưỡi khoan, mài mũi khoan, còn bên này mình chiên mài dao, mài lưỡi vào được các thứ nha mọi người. Có một cái cử đi kèm nữa. Đó, bên này trong này nó sẽ kêu lọc cọc tí xíu. Đó, để nó giảm dòng bên này lại ha. Một dòng quay bên này. Một dòng quay của viên đá bên này sẽ bằng hai dòng quay bên này nha mọi người, nó sẽ chậm hơn bên này một dòng quay. Ok. Bên này mày giao cho chú bác. Rồi, một con máy mài Makita 9800 mã số 97. Giá của nó là 1.600.000 nha mọi người, 1.600.000. Thương hiệu này là thương hiệu Makita của Nhật Bản, hàng nội địa Nhật nha. Mình đồng có đá, cái con này nặng đến 16kg nha chú bác. Này là sắt thép không à. Đó, hai nắp đầy đủ, hai viên đá còn đầy còn đẹp hết nha chú bác. Rồi, ok, chuyển khoản đủ là mình bao phí tiền chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 98, mã số cuối cùng, mình có một con máy mài Mitsubishi. Giá của nó là 2.600.000, chú bác chuyển khoản đủ, bao phí vận chuyển cho mọi người nha. Nặng 23kg cho cái con máy mài này. Đây, rồi mình sẽ đo trước tiên đã. Tổng bề ngang của nó là được 43 phân, tổng chiều cao của nó là lên tới là 28 phân nha mọi người. Thương hiệu Mitsubishi, nặng đến 23kg, con này khổng lồ quá chú bác. Thêm viên đá của nó thì còn tầm khoảng, mình đo thử coi, tầm khoảng 190mm nha mọi người. Viên đá này nó còn tầm khoảng 200, viên này còn tầm khoảng 190mm. Hai viên đá còn đầy hết nha mọi người, hai viên đá dày hết, hai cử đầy đủ ha, cử của máy Mitsubishi Zin luôn nè. Nút công tắc là nút công nghiệp luôn. Rồi con máy mài này là chạy điện 3 pha, nó xài điện 220 chú bác. Giờ chú bác chỉ cần ghim điện 220 vô mình sử dụng liền ha. Đây, rồi tem con này nó cũng hơi mờ nhưng mà mình thấy được là ký hiệu Mitsubishi nè, Electric Kinder nè. Đó, 400W nè, rất là mạnh ha. Đá xài là đá 205 nè. 50 đến 60 Hz nè, 3600 vòng 1 phút nè. Ok. Nè, ở đây nó có để vol nè mọi người, VOL nè, 200V nè, số 2 nè mọi người, 200 nè, 2 số 0 nè. Đấy. Con này là chuẩn là đã xài điện 220 nha chú bác. Không đấu nối, không dấn dòng gì hết nha chú bác. Zin của nó là đã là 3 pha rồi, mình chỉ cần thêm cho nó một cái tụ vô thôi. Đó, để nó xài điện 220 cho mượt mà chút xíu ha mọi người. Nó có đề ha, nó có đề cho 220 ha. Còn cái việc mà dấn điện hay cái gì mình bao chú bác dẫn thợ đến coi luôn ha. Dây đồng bên trong rồi là hàng zin của nó hết. Chuẩn là đã xài điện 200 rồi. Đó. Rồi, ok, thì cái con này nó chạy đến 400W lần nha chú bác. 400W, 3600 vòng. Hai cử đầy đủ, hai nắp đầy đủ ha. Cái phần này nó có hơi xuống màu tí xíu, chú bác có thể sơn lại ha. Còn hai cánh của nó là còn xanh còn đẹp hết. Đây chú bác cùng mình coi nha. Đó, cái màu xanh này là màu xanh zin của nó nè mọi người. Rồi, xung quanh nó đây. Đó, cái màu xanh zin của nó nè, vẫn còn được một chút xíu ha. Có cái mặt trước là nó hơi bị dính nước nên nó xét tí chút xíu ha. Xài điện 3 pha. Con này là bề ngang 43 phân. Bự ha mọi người. Máy chạy là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Ok, hơi nặng tí xíu nên mình quay cái bàn nó hơi khó khăn, 23kg. Rồi, ok, nút công tắc công nghiệp còn sử dụng bình thường, không lúc lắc gì nè. Bây giờ mình sẽ test liền cho chú bác xem nha. Chú bác nhớ giúp mình, con này xài điện 220, ghim thẳng điện 220 sử dụng thôi, không có qua biến điện gì hết nha chú bác. Chuẩn là đã xài điện 200 rồi, mình xin nhắc đi nhắc lại cái vấn đề này. Còn chú bác nào chưa yên tâm thì mình bao hàng dẫn thợ đến coi dây đồng ở trong luôn nha mọi người. Đấy, rồi.
do là điện 3 pha mình đấu tụ, mình thêm cái tụ vô để cho nó sang điện 220 nên là cái đề nó hơi chậm tí xíu ha. Đó. Nhưng mà cái chất lượng thì không thay đổi nha mọi người. Đây. Máy chạy rất là êm luôn và mạnh mẽ nữa ha mọi người. Hai cử đầy đủ để mình làm việc ha. Đó, hai cử đầy đủ luôn. 400W rất là mạnh. Ok, mã số 98 giá 2.6 triệu, chú bác chuyển khoản đủ mình bao phí vận chuyển cho con máy mày điện 220. Về game điện 220 về xài thôi. Đó, không qua sửa chữa gì, chỉ thêm cái tụ cho nó hết nha mọi người. Không qua vấn điện, vấn dòng gì hết nha mọi chú bác. Đó, con này là zin của nó là 3 pha xài điện 220, mình xin nhắc đi nhắc lại cái vấn đề này. Rồi. Ok, thì con máy mày này cũng là con máy mày cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Một cái món hàng cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn tất cả chú bác đã theo dõi mình tới giờ phút này ha. Và mình xin kính chúc tất cả mọi người và chú bác luôn có thật là nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống cũng như là công việc của mình ha mọi người. Và một lần nữa Phan Hồng Ân, kênh bán tất cả các mặt hàng nội địa tại Nhật Bản nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại chú bác ở clip thứ 5.